Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với phần 3 trong cái series về JSON Web Token của mình. Thì ở phần 2 chúng ta đã làm xong cái thằng backend về cách verify token, access token, refresh token, vân vân và vân vân. Thì ở trong phần 2 á, nó sẽ bị một cái là đôi lúc các bạn sẽ bị cái lỗi header send error HTTP gì đó đó. Thì mình sẽ giải thích cái lỗi đó vì sao nó lại có. Thì nếu bạn nào chưa biết cách sửa thì các bạn có thể coi comment của mình hoặc là cái video này cũng sẽ nói về cách sửa luôn. Thì cái lỗi đó là do cái thằng rest.data.json này nè. Đó, các bạn thấy là mỗi cái request nó chỉ được trả duy nhất một thằng này về thôi. Tức là nó chỉ trả một thằng này, hai thằng này, hoặc ba là thằng này, bốn thằng này thôi. Chứ không có thể trả nó cùng một lúc được. Thì cái mà nó bị ở đây á, mình sẽ vô cái thing declare để mình cho bạn coi cái lỗi. Thì bây giờ nếu mà mình sign in. Bây giờ nếu mà mình nhập cái mật khẩu đúng đi, như mọi khi. Để mình ghi lại. Đó, nếu mình nhập mật khẩu đúng, tài khoản đúng thì nó sẽ trả cho bình thường hết. Còn bây giờ, nếu mình nhập mật khẩu sai đi, thì nó sẽ trả là wrong password. Tiếp tục, nếu mình nhập mật khẩu sai, mình nhập mật khẩu đúng, nhưng mà cái tên bị sai, thì nó sẽ trả cái lỗi này về. Đó. Thì để mà sửa cái lỗi này á, thì các bạn chỉ đơn giản là các bạn chỉ cần thêm cái chữ return ở trên đây là được. Đó, các bạn chỉ cần thêm cái return trên đây. Tại vì á, các bạn sẽ thêm chữ return trên đây tại vì khi mà cái thằng này nó không có thì này sẽ return lại. Thì thường thường cái chữ return này á, nó có hay không có cũng không quan trọng. Mà các bạn có thể return khi mà cái này nó không đúng, tức là khi mà nó invalidate á, thì đó là cách tốt nhất khi mà các bạn cần dùng cái return này. Là khi cái điều kiện gì đó bị sai thì các bạn sẽ dùng cái return, thì đó là cách tốt nhất để nó không bị lỗi nữa. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại xem nó còn bị lỗi không. Rồi, bây giờ nếu mình nhập sai username đi, thì các bạn thấy nó không có báo cái lỗi nữa. Bây giờ mình sập nhập sai luôn password những lẫn username luôn nha, xem nó có bị lỗi không. Đó, thì các bạn thấy là nó không còn bị lỗi nữa. Thì đó là cách bạn sửa cái lỗi trong phần 2. Thì thông thường các bạn không cần thêm cái chữ return này đâu. Còn nếu bạn nào muốn cho chắc ăn á, thì các bạn cứ thêm chữ return này mỗi khi mà có cái trả về gì đó. Thì cái chữ return này nó cũng tương tự là nếu không có thôi. Nhưng mà nếu mà nó có thì chắc nó handle được cái lỗi này. Thì đó là cái phần mình muốn nói trong phần 2. Rồi, thì trong cái phần 3 này của mình á, thì tụi mình sẽ làm về cái thằng front end bên đây nè. Đó, thì cái thằng front end là mình sẽ làm cái web ở trong cái demo như các bạn đã thấy á. Thì cái thằng front end này mình sẽ làm bằng React. Đó, thì trong phần 3 này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tạo xác thực người dùng, cách để gửi cái API mà gửi luôn cái token kèm với, rồi làm sao để refresh cái token ở trong cái thằng front end tự động, không cần phải gì hết. Đó, thì cái đó là phần 3. Thì ok, thì để bắt đầu phần 3, mình sẽ tắt cái backend đi. Mình sẽ vẫn để cho nó chạy tại vì phải có cái backend thì cái frontend nó mới hoạt động được. Mình tạo một cái terminal mới. Thì thằng frontend này bên trong nó sẽ chưa có gì hết. Nhưng mà tại vì nếu mà bây giờ mình ngồi mình gõ từng cái layout của nó thì nó hơi cực, từng cái component lại thì nó hơi cực. Thì bây giờ mình sẽ vào cái GitHub repo của mình. Nè, thì đây là cái GitHub repo của mình. Thì mình sẽ để cái repo này ở trong cái phần mô tả, thì bạn nào muốn thì các bạn hãy vô đây để tải cái thằng frontend này về. Thì các bạn sẽ thấy nó có hai cái nhánh, một cái nhánh là main với một cái nhánh là starter frontend, thì các bạn sẽ chọn cái starter frontend đây. Đó, thì nó sẽ run này. Backend thì mình đã có rồi. Còn đây là thằng frontend. Thì thằng frontend nó sẽ có cái này. Thì bạn nào thích thì bạn có thể xài git clone, còn không thì các bạn có thể làm như sau. Thì các bạn có thể tải nó về như sau. Các bạn sẽ mở này ra. Rồi, bạn sẽ bấm chữ download zip. Nếu bạn nào không biết cái clone này thì bạn có thể bấm nút download zip này. Thì nó sẽ tải cho bạn một cái zip về. Thì mình sẽ mở cái zip ra. Đó, rồi mình bấm unzip. Đó, thì mình sẽ lấy cái thằng frontend này thôi. Mình không muốn lấy thằng backend nữa. Mình sẽ copy hết mấy cái thằng trong frontend này. Rồi, mình sẽ bấm chữ copy. Rồi, copy to thì mình sẽ chọn cái directory của mình thôi. Mình sẽ chọn cái thư mục mình muốn copy vào. Thì mình sẽ copy vào cái thư mục ở trong cái thằng frontend này của mình. Nó sẽ là YouTube. Rồi, cái này. Frontend. Ok. Ok. Đó, thì nó sẽ copy vào cho đây cho mình. Để mình check nó. Đó, thì các bạn thấy là nó sẽ copy vào ở đây. Thì đó là cách mà bạn tải nó về. Nếu mà bạn nào chưa biết về Git, GitHub thì đó là cách đơn giản nhất. Ok,
Thì trong đây nó sẽ có đầy đủ hết, nó sẽ có mấy cái thằng home, login, navbar, register này nọ hết. Nhưng mà nó chưa có logic gì trong đây hết, nó chỉ là một cái khung xương thôi, nó chỉ là một cái UI thôi, nó không có cái logic, nó không có gọi API hay gì hết. Tại vì mấy cái đó mình sẽ nói rõ hơn trong cái video này. Đó, mà tại vì mình không muốn phí thời gian để tạo mấy cái này từng cái, nên mình copy, mình lấy về thôi. Ok. Nhưng mà nếu bây giờ các bạn npm start cái thằng front này nó sẽ không hoạt động được, tại vì nó bị thiếu cái thằng node module. Thì bình thường khi mà người ta đẩy lên GitHub á, người ta sẽ không lấy thằng node module tại vì nó rất là nặng. Thì bởi vậy mình phải tải nó về lại. Thì các bạn có thể tải nó về lại như sau. Các bạn sẽ bấm là npm install. Đó, thì cái command này là để các bạn tải cái thằng node module về lại. Thì khi mình bấm cái command này á, các bạn sẽ thấy thằng node module nó hiện bên đây. Đó, các bạn thấy nó hiện ngay nè, tức là đang tải về. Thì nó sẽ tải những cái cần thiết ở trong cái project này. Và nó cũng update nó luôn. Đó, các bạn sẽ đợi một tí. Đó, thì sau khi nó tải về, các bạn có thể bấm npm start để xem nó hoạt động đúng không. Npm start. Đó, thì các bạn sẽ thấy là nó có cái giao diện như thế này. Thì để mình giải thích sơ qua cái giao diện này cho các bạn. Thì trước hết, để mình tắt cái này đi. Trước hết, về cái thằng home page, tức là cái mà các bạn đang thấy bây giờ nè. Đó, cái thằng cái mà user list các bạn đang thấy bây giờ. Thì mấy cái tên của mấy user này á, nó chỉ là một cái array object giả mình tạo ra thôi, chứ không phải là từ đâu thiệt hết á, nó chỉ là giả thôi để mình test cái UI của nó. Đó, các bạn thấy là mấy cái tên này chỉ là mấy cái tên giả mình tạo ra thôi, chứ không phải là người dùng thật sự. Đó, thì có thể thấy mấy cái tên trên đây nè, nó chỉ là mấy cái tên giả thôi. Rồi, login register này nọ. Thì bây giờ nếu mình bấm login, nó sẽ cho mình về cái trang login. Thì cái này là xài React Router. Nếu bạn nào chưa biết thì các bạn có thể coi cái video về hướng dẫn React Router version 6 của mình. Đó, thì cái này là cái phần login. Thì đây là cái phần login. Đó, thì phần login này nó cũng chỉ cơ bản thôi, nó chỉ là UI thôi chứ không có logic gì hết. Mình sẽ thêm cái logic khi vào lúc sau. Tiếp theo là cái phần đăng ký. Đó, các bạn hãy bấm đăng ký ở đây hoặc là ở trên đây. Thì nếu mình chọn đăng ký ở đây, nó sẽ hiện cái thằng đăng ký này. Đó, quay về home ở đây. Rồi, một điều nữa là trong cái phần thằng home này nè. Trong cái thằng navbar chứ. Trong cái thằng navbar. Thì navbar tức là cái thanh dẫn ở trên đây nè, đó. Thì điều đặc biệt ở đây là mình có một cái conditional rendering, tức là khi mà thằng user này nó không có user thì nó sẽ hiện cái login với logout. Nó sẽ hiện cái login với lại register. Còn nếu giả bộ mình thêm gì đó cho user đi, giả bộ mình thêm tên mình vô, Daniel. Đó, nếu mình thêm vậy thì nó sẽ biến trở thành này chữ Daniel với lại có chữ logout tại ngay đây. Đó, thì nó mất đi cái login với register. Thì mặc dù bây giờ mình chỉ gõ nó thẳng như vậy thôi, nhưng mà hồi mình sẽ dùng Redux này nọ để mình gọi nó, chứ không phải là mình gõ chay vô vậy. Đó, thì mình sẽ trả về lại thôi. Ok, thì đó là cái setup của cái project ngày hôm nay. Thì các bạn nhớ download cái phần frontend trước rồi mới bắt đầu làm được. Với lại phải nhấn npm install nữa. Rồi, thì trong cái thằng này mình sẽ làm cái thằng login trước. Cái thằng này nè, mình sẽ làm cái logic của thằng này trước. Thì bây giờ mình sẽ qua cái login này. Ok, thì để làm cái login này thì trước hết mình sẽ tạo những cái state để nó có thể mà kiểm soát mấy cái khi mà mình nhập vào. Như bộ ở đây mình nhập vào cái username, cái password này nọ thì mình phải có một cái state, một cái on change event để mình có thể kiểm soát nó. Thì nếu bạn nào đã coi nhiều video của mình rồi, các bạn cũng đã biết là mình hay nói về cái thằng xử lý form này rất là nhiều rồi. Đó thì mình sẽ hướng dẫn tiếp. Thì mình sẽ tạo một cái state như sau. Username, set username đi. Name, username và set username. UState. Mình sẽ cho cái này là một cái empty string. Rồi, tiếp theo là password và set password bằng UState. Đó. Thì mình có hai thằng này rồi. Thì bây giờ để mà nó thay đổi khi mà mình nhập gì đó thì mình sẽ thêm một cái on change event. Mình chỉ đơn giản là mình thêm on change ý trong đây. Rồi. Cái này là username, bởi vậy nó sẽ là set username. Y chấm target chấm value. Như thế. Rồi. Tiếp tục thằng password. Thì cái thằng password mình cũng làm tương tự vậy luôn, nó sẽ là onChange y
Nhưng mà thay vì set username sẽ là set password. Y chấm target chấm value như thế đó. Thì khi mỗi mỗi khi mình nhập cái gì vào hai cái thằng này thì nó sẽ được lưu trữ trong cái username với lại cái password này. Thì đó là cách mình xử lý cái form. Thì bây giờ cái form này để làm gì? Thì các bạn thấy là cái này cái dạng form nè, tại vì đây là chức năng login thì mình sẽ nhập gì đó rồi cùng mình submit nó. Thì khi mình submit nó sẽ bắt đầu nó gọi cái API của mình để xem nó có trong cái database không. Thì trước hết mình sẽ làm một cái on submit ngay đây. On submit. Mình sẽ đặt cái on submit function này là handle login đi. Để nó đảm nhận cái việc đăng nhập. Const handle login. Thì trước hết là để cái form này nó không bị tải lại trang thì mình sẽ phải prevent default nó chấm prevent default. Thì mình phải có hàng chấm prevent default này để khi mình nhấn cái chữ submit này nè nó không bị tải lại cái trang mà nó sẽ vẫn đứng yên. Đó, thì mình có thể test bằng cách là giờ mình bấm continue thì nó sẽ vẫn đứng yên. Còn nếu mình xóa cái thằng y chấm prevent default này đi. Thì khi mà mình nhấn continue nè, các bạn sẽ thấy là nó sẽ bị reload lại. Đó, dấu chấm hỏi nè là bị reload lại. Đó, thì bởi vậy mình phải có cái thằng y chấm prevent default là như thế. Rồi, thì cái logic của cái thằng này nó sẽ là như sau. Mình sẽ tạo một cái new user. Thì cái thằng new user này nó sẽ có username, là cái username mình mới làm, cùng với cái password, cũng là cái password mình mới làm luôn. Đó. Thì tiếp theo là mình phải cho mấy cái thằng này vô cái API, giống như là cách mình test bằng cái thằng Thunder Client vậy á. Thì các bạn nhớ là khi mình test bằng cái thằng Thunder Client này nè, đó, mình cũng làm tương tự, là mình cho cái tên username với mình cho cái password như thế này. Mình cho cái tên username với lại cái password. Thì nếu nó chính xác thì nó sẽ trả về thông tin của người dùng cho mình. Đó, thì bây giờ thay vì mình xài cái thằng Thunder Client để làm cái việc này, mình phải làm cách nào đó để thằng backend nó làm việc đó. Thì tất cả cái username, cái password này nó đều đến từ cái thằng request body hết. Thì cách để mình gửi cho thằng API nó sẽ như sau. Ok, thì cách mình handle cái này á, mình sẽ xài Redux Toolkit. Thì mình sẽ tạo một folder tên là Redux như thế này. Rồi trong cái folder này mình sẽ có những thứ như sau. Trước hết là cái store. Thì cái store này là để mình chứa toàn bộ mấy cái reducer của mình. Thì bạn nào chưa biết về Redux Toolkit thì các bạn có thể coi cái video hướng dẫn về Redux Toolkit của mình. Còn bạn nào chưa biết về Redux Toolkit thì tóm tắt lại là Redux Toolkit là một cách để có thể sử dụng những cái state mà nó có thể xài bất cứ nơi đâu ở trong cái app của mình. Không cần nhất thiết, nó chỉ tồn tại, phải chuyển qua chuyển lại thông qua props. Thì đó là định nghĩa của Redux và Redux Toolkit. Thì Redux Toolkit chỉ là một cách để làm đơn giản hóa thằng Redux thôi. Đó. Nhưng mà nếu các bạn muốn hiểu hơn thì các bạn có thể coi cái video về Redux Toolkit của mình. Thì mình sẽ tạo cái thằng store của thằng Redux Toolkit. Trước hết mình phải có thằng configure store from Redux.js Toolkit như thế này. Rồi. Tiếp tục. Mình sẽ export cái store ra. Right, configure store. Bên trong sẽ có những cái reducer của mình. Đó, thì bây giờ mình chưa có cái reducer này hết, cho nên chưa có được. Đấy, thì bây giờ mình chỉ để nó như thế thôi. Rồi, tiếp tục mình sẽ tạo một cái slice. Thì mình sẽ tạo một cái slice. Thì cái slice này mình sẽ đặt tên là out slice. Thì cái slice này nó sẽ đảm nhận cái việc mà login, logout, register này nọ. Thì nó sẽ là out nằm trong chữ authentication á. Thì để mà tạo cái slice thì mình đơn giản là mình import cái create slice. Rồi, mình sẽ đặt tên cái slice này là out slice. Create slice. Rồi, trong đây sẽ có cái name là cái tên của cái slice này, đặt là out. Tiếp tục là cái initial state. Thì trong cái initial state này nó sẽ bắt đầu nó chứa những cái như là property, những cái state mà mình muốn. Thì trong đây mình sẽ tạo một cái state là login trước.
Thì trong cái state login này nó sẽ có những thứ như sau. Nó sẽ có current user, nó sẽ là null. Thì cái thằng current user này á, khi mà mình login thành công, mình sẽ trả những cái như bạn thấy trong thằng thunder client này nè. Đó, mình sẽ trả tất cả những cái này, rồi mình cho nó vào cái thằng current user đó. Đó, mình sẽ trả tất cả cái này cho vào thằng current user. Đó là lý do mà tại sao mình có cái thằng current user. Rồi tiếp tục mình sẽ có is fetching để làm chức năng loading á, false. Rồi error là xem nó có lỗi không, false. Rồi nó chưa có lỗi. Đó, thì cái đó là cái state đầu tiên mình muốn có. Thì tiếp theo mình sẽ có cái reducer. Thì trong đây mình sẽ tạo một cái gọi là login start để bắt đầu login. Thì khi mà login nó được bắt đầu á, thì cái state chấm login. Tại sao phải chấm login? Tại vì ở đây mình có cái chữ login này nè, thì bởi vậy mình phải chấm login ngay đây. Rồi tiếp tục là mình sẽ lấy cái mà mình muốn. Thì ở đây mình sẽ muốn cái fetching là bằng true. Đó, tức là nó đang loading. Rồi nếu mà nó login thành công, success, nó sẽ có state và action trong đây. Nó bị lỗi tại vì mình thiếu dấu phẩy. Đó, thêm dấu phẩy vào. Thì nếu mà nó login thành công, thì trước hết là cái is fetching này nó sẽ không còn nữa, nó sẽ là false tại vì đã load xong rồi. Tiếp tục là cái thằng current user, nó sẽ là thằng action.payload. Thì nãy như mình nói, giống như cái thằng thunder client á, nó sẽ trả lại cho mình tất cả thông tin về cái người dùng. Thì bởi vậy nó sẽ là bằng action.payload. Đó. Rồi nếu bạn nào muốn chơi ăn thì các bạn có thể thêm là state.login.error bằng false luôn. Đó, để cho chắc ăn luôn. Rồi nếu mà nó thất bại, login fail. Thì khi mà nó thất bại thì trước hết là cái này sẽ là false. Và tiếp tục cái error này sẽ là true. Như thế này. Đó. Thì đó là ba cái bước start, success hoặc là fail của mình. Thì các bạn nào thích các bạn có thể xài cái thằng create async tân để làm mấy cái này. Nhưng mà mình thì mình sẽ ghi ra hết tại vì mình có thể customize nó. Đó. Thì sau khi có cái log, có mấy cái reducer này rồi thì mình sẽ export nó ra. Thì sẽ là export const login start, login fail, login success. Thì nó sẽ là từ cái thằng outslice.actions. Tiếp tục mình sẽ export default cái outslice reducer ra luôn. Như thế này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào cái store của mình. Mình sẽ import nó vào. Sẽ là import, đặt tên giống được, out reducer đi. From, rồi outslice. Thì dưới đây mình sẽ đặt tên là out, rồi trong đây nó sẽ có là out reducer. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đổi cái tên cái store này lại thành export default thôi. Như thế này. Thì mình sẽ vào cái index của mình. Thì để xài cái store này mình sẽ vào cái index của mình. Thì bây giờ mình sẽ phải import cái provider đến từ thằng React Redux. Như thế này. Rồi mình cũng sẽ phải import cái store từ cái thằng Redux store của mình luôn. Như thế này. Thì bây giờ mình sẽ wrap nó lại. Trong đây, mình sẽ wrap nó lại bằng thằng provider. Nó sẽ có cái store và sẽ là cái store của mình vừa import. Như này. Thì nó sẽ đóng lại là thằng provider. Provider, phải. Ok, thì bây giờ để mình reload cái trang lại. Thì nếu mà nó hoạt động á, thì các bạn vô cái phần extension Redux thì các bạn sẽ thấy cái store của bạn hiện trong đây. Thì khi bạn bấm cái state á, các bạn sẽ thấy cái phần out nè, nó có login, current user, is fetching error này nọ. Thì các bạn thấy được cái store, tức là nó đã kết nối thành công cái store với lại cái web của các bạn. Ok, thì để mà có thể gọi cái API đó, tại nãy như mình nói á, là trong cái thằng login này nè, thì khi các bạn submit nó sẽ gọi cái API, cái route login của các bạn á. Thì để làm như thế thì mình sẽ vô thằng Redux, mình tạo một cái file mới, mình đặt là api request.js.
thì cái file này nó sẽ handle tất cả các API call và mình sẽ truyền cái thông tin đó vào cho thằng Redux của mình. Ok. Thì trước hết mình sẽ phải import ACS từ ACS. Thì nếu bạn nào chưa install cái ACS đó, các bạn sẽ bấm npm install ACS như thế này để nó tải thằng ACS về. Rồi tiếp đến mình sẽ tạo một cái function, mình đặt là login user đi. Đây sẽ là một async function, tại vì mình muốn post cái request tới API thì bởi vậy nó sẽ bước toàn bộ. Thì trong đây sẽ có những gì? Trong đây sẽ có user, tức là cái thằng mà password username này nó sẽ nằm trong thằng user, user này. Sẽ có thằng dispatch. Thì dispatch này sẽ từ cái hook use dispatch để mình có thể gọi mấy cái action mà mình làm từ cái user, từ cái slide hồi nãy á, mình tạo á. Tiếp tục là navigate. Thì navigate là để mình khi sau khi mình đăng nhập xong á, mình có thể chuyển đến một cái trang mới. Thì tại sao, đó là lý do tại sao mình có cái thằng navigate. Thì trong đây, trước hết khi mà các bạn vừa bấm chữ login, nó sẽ dispatch cái login start này đến từ thằng outslide. Thì khi mà các bạn vừa đăng nhập á, nó sẽ gọi thằng này cho tới để cho hiện cái chữ loading đi. Đó. Rồi tiếp tục sẽ có try catch. Catch. Thì try đây mình sẽ là try rest là respond acs.post. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái route của mình vào. Thì cái route mình là set v1, set out, set login. Rồi tiếp tục trong đây sẽ là thằng user. Thì nãy như mình nói á, là trong cái standard client này nè, cái thằng sign in, các bạn thấy là cái body nó sẽ có username với password. Thì đó là lý do mà mình bỏ user này vào, tại vì user nó sẽ chứa cái username và cái password đó. Rồi nếu mà thành công á, mình sẽ dispatch cái login success. Và cái thông tin các bạn thấy đó, nó cần có một cái payload thì sẽ là rest.data. Thì bởi vậy cái thằng current user ở trong đây nè, cái thằng current user ở trong đây đó, bây giờ nó sẽ là toàn bộ thông tin mà từ cái API đó nó gọi về. Rồi sau khi success rồi, mình sẽ muốn chuyển hướng nó tới cái thằng homepage. Còn nếu mà nó thất bại thì mình sẽ dispatch login fail. Đó, đơn giản như thế. Thì bây giờ mình có thể xài cái thằng login user này ở trong thằng login này. Thì bây giờ để mình xài nó, login user. Thì trong đây nó phải có user, thì user là cái thằng new user nãy mình mới tạo á, bỏ đi đây. Tiếp theo các bạn thấy nó cần dispatch navigate, thì mình phải tạo nó const dispatch, là sẽ là từ cái use dispatch này. Và const navigate sẽ là từ cái use navigate này. Đó, thì sau đó các bạn sẽ bỏ nó vào cái thằng login user, dispatch và navigate. Rồi, bây giờ mình thử đăng nhập xem. Mình sẽ mở cái Redux Store để các bạn có thể thấy. Redux Store, đây. Giờ bấm login. Bây giờ mình sẽ nhập cái tên user mà hôm trước mình đã tạo trong cái thằng API rồi. Hình như nó là test user thì phải, test user. Test user. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Giờ bấm continue. Đây các bạn sẽ thấy hiện là login start, login success. Và các bạn thấy khi mình login success á, bạn bấm vô cái state này nè. Thì khi mà bạn nhìn vào cái state, các bạn sẽ thấy là cái thằng login, cái thằng out nè. Ok, đây mình reload nó lại coi. Thì trong cái state này nó sẽ có current user này nọ. Thì khi mà mình bấm test user 23589. Khi nó login success thì nó phải trả cho mình cái rest.data chứ. Tại sao lại không có ở đây? À, thì tại vì mình không có thằng await ngay đây. Đó, tại vì cái này là async mà. Phải đợi chờ cái này xong thì mới có thể bó thằng data vào được. Bây giờ mình load lại. Thì mình sẽ bỏ cái Redux Store lại. Test user 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, thì bây giờ khi các bạn login success, các bạn sẽ thấy là cái state, cái thằng current user trong cái state này nó sẽ trả về toàn bộ những thứ trong thằng response của thằng login. Nó sẽ trả ID, username, email, cái kiểu. Và cái quan trọng mà mình muốn các bạn thấy là nó sẽ có cái access token ngay đây. Thì cái access token như nãy mình nói trong cái video thứ hai á, là mình cần cái access token này để khi nào mà mình cần mấy cái API request mà nó có cái thằng header token á, thì mình sẽ bỏ nó vào.
Thì đây là cách mình sẽ dùng cái Redux Store để bỏ nó vào cái thằng header. Đó là từ thằng access token mà cái thằng login trả về. Đó, thì đó là cái chức năng login. Thì tiếp đến mình đã có làm chức năng login rồi, thì bây giờ sẽ đến chức năng register là đăng ký. Thì nó cũng sẽ tương tự chức năng login thôi. Thì mình sẽ vô đây. Thì register sẽ vô đây. Thì tương tự như cái thằng login, mình sẽ tạo những cái state như sau. Trước hết là tại vì thằng login này nó có email, username với password, thì mình sẽ tạo email set email bằng use state. Tiếp tục mình có username set username bằng use state. Xem mình cứ lộn thằng use này hoài. Use state. Rồi, tiếp tục const password. Set password. Password bằng use state luôn. Đó. Thì tương tự mình sẽ handle nó bằng cách là mình cho nó on change step, on change e set này là email thì sẽ là set email e.target.value. Như thế này. Đó, thì bây giờ mình sẽ copy paste thôi, copy paste nó ở đây, nhưng mà sẽ không phải là set email nữa mà sẽ là set username. Rồi tương tự ở đây sẽ là set password. Đó, thì bây giờ mỗi khi mà mình thay đổi cái email, cái username hay cái password gì hết gì đó thì nó sẽ được lưu vào email, username với lại password ở trên đây. Đó, rồi tương tự như thằng login, khi mà mình nhấn cái nút mà tạo tài khoản á, mình sẽ muốn có một cái on submit, sẽ đặt tên là handle register. Rồi const handle register, trước hết mình sẽ phải prevent default nó tương tự như cái thằng login á, để nó không phải load lại cái trang. Rồi tiếp tục mình sẽ tạo một cái new user tương tự như thằng login. Trong đây mình sẽ phải có email password. Rồi, username. Ok, thì một cái nữa mà mình muốn nói á, là mấy cái màu tím này nè, mấy cái chữ màu tím này, email, password, username này á, thì mấy cái chữ này nó sẽ được dựa vào cái request body mà các bạn đặt ở trong cái thằng backend á. Thì khi mình bấm vô register này nè, thì tại vì trong cái register á, mình để body là username, password, email. Thì đó là lý do mà mình phải để cái tên màu tím đó là username, password, email. Nếu mà mình đổi cái này thành my email á, thì mình cũng phải đổi cái này lại thành là my email luôn. Nếu mà mình phải đổi này là thành my email luôn. Đó, thì nó sẽ dựa vào cái thằng backend là các bạn đặt tên nó, cái request body là gì. Đó, chứ không phải lúc nào nó cũng phải y chang nhau vậy đâu nha. Đó, thì mình thường thường mình đặt tên giống nhau luôn cho nó rõ. Chứ bình thường thì bạn muốn đặt tên nó là giống được hết, miễn sao là nó trùng với lại cái tên phần backend của các bạn. Thì tương tự như login, nó sẽ phải có một cái function ở đó để nó gọi cái API register. Thì tương tự như login, mình sẽ phải tạo một cái slice mới cho nó luôn. Thì đây có login rồi nè, mình sẽ tạo một cái gọi là register. Thì trong đây mình sẽ không cần cái current user, tại vì register là mình chỉ muốn nó đăng ký thôi. Còn khi nào nó đăng nhập á, mình mới cần cái thông tin của user để mình trả nó về cái homepage này nọ. Chứ khi đăng ký thì mình không cần cái lắm. Thì mình chỉ cần cái is fetching là false đi, error, false luôn. Rồi mình sẽ cần thêm cái success đi cho nó chắc ăn, false. Đó, rồi cái logic nó sẽ tương tự với lại thằng này. Thì mình sẽ copy paste nó thôi. Nhưng mình sẽ đổi tên này lại là register. Đó, đổi tên này lại là register success. Cái này sẽ là register fail. Thì register start is fetching sẽ là true, nhưng mà không phải login nữa nha, nó sẽ là register ngay đây. Tại vì đặt tên register trên đây nè, thì bởi vậy nó phải là chấm register. Rồi tương tự register success thì cái này vẫn là register, không có thằng current user. Bây giờ mình sẽ xóa đi. Rồi register này error bằng false, mà mình sẽ có thêm một cái nữa là success bằng true, không cần action. Thì mình sẽ xóa cái action này đi. Tiếp tục làm ở dưới đây sẽ có register, tương tự register, và success là false, register chấm success
sẽ là false. Đó. Thì các bạn nhớ là phải export nó ra thì mới xài được nha. Thì phải export nó ra. Register start, register success và register fail. Rồi, tương tự, bây giờ mình vô cái API request này. Mình sẽ tạo một cái request mới. Mình đặt tên nó là register user. Nó sẽ là async function. User. Không cần thằng user trong đây. Tại vì mình cần thằng user trong đây. Mình sẽ có thằng user trong đây để mình có thể gửi cái email, username và password. Dispatch và navigate tương tự như cái thằng login thôi. Thì trước hết mình sẽ phải dispatch cái register start để nó bắt đầu. Rồi trong đó mình sẽ có try catch. Đó, thì mình sẽ phải post lên cái API. Thì sẽ là await asos.post. Và cái route của mình sẽ là set v1 set out set register. Và mình sẽ phải post cái user lên, tại vì nó sẽ chứa cái password, cái username và cái email. Đó. Rồi sau đó mình sẽ dispatch cái register success. Register success ở đây. Rồi cuối cùng mình sẽ navigate nó vào login. Thì lý do mình navigate vào login là tại vì sau khi các bạn đăng ký rồi thì các bạn sẽ được chuyển hướng về trang đăng nhập. Thì cái đó là cái thường thấy ở trong mấy cái app. Đó, rồi nếu mà nó bị lỗi thì sẽ dispatch register failed. Register failed như thế này. Rồi. Bây giờ mình có thể xài cái thằng register user đó bên đây. Register user. Rồi mình sẽ bỏ thằng new user vào. Rồi như nó gợi ý, các bạn đã thấy là mình cần dispatch navigate. Thì tương tự như cái thằng login, mình sẽ phải tạo một cái use dispatch. Tương tự mình sẽ có use navigate từ thằng React Router DOM luôn. Use navigate. Đó, rồi bây giờ mình sẽ bỏ dispatch vô đây. Rồi navigate vô đây. Ok. Thì bây giờ mình sẽ test thử xem nó hoạt động đúng hay không. Ok, mình sẽ vào Redux Store của mình. Đó, thì bây giờ các bạn thấy là trong cái state của bạn. Mình sẽ reload nó lại. Đó, thì trong cái state của các bạn sẽ thấy là vừa có thằng login và thằng user, thằng register ngay đây. Thì bây giờ cái form nó sẽ bị biến dạng tại vì mình không có làm nó responsive, nên các bạn thông cảm. Thì bây giờ nếu mình nhập cái email của mình, đăng ký đại email ở đó, test user 2021 đi, emotgmail.com. Test user 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Create account. Đó, các bạn sẽ thấy nó hiện là register success. Đó. Rồi nó sẽ success là true và nó sẽ điều hướng các bạn về chữ thằng login. Thì bây giờ các bạn có thể đăng nhập. Test user 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, thì bây giờ nó sẽ đăng nhập thành công. Tại vì bạn vừa đăng ký nó xong thì nó sẽ đăng nhập thành công. Rồi. Thì trước hết các bạn để trong cái video demo của mình á, là khi mình đăng nhập thì nó sẽ không còn cái chữ login và register nữa. Thì thay vì đó nó sẽ có chữ hai tên của các bạn và tiếp tục là cái chữ logout chứ không phải là register nữa. Thì mình sẽ làm thằng navbar có cái logic như thế. Thì bây giờ mình sẽ vào cái thằng navbar. Mình sẽ tắt bớt đi. Ok, mình sẽ vào cái thằng navbar của mình. Thì hiện tại cái navbar của mình nó chỉ là một cái useState thôi, là khi mình đổi cái này nó có tên thì nó sẽ hiện ra thôi. Như bộ giờ mình đổi thành Daniel. Đó, mình đổi thành Daniel. Thì giờ nó sẽ hiện chữ hai Daniel và logout. Nhưng mà cái này là do mình có chay nó vô luôn chứ không gì, chứ không phải là do cái đó là cái tên của người dùng. Đó. Thì để mà hiển thị cái tên của người dùng á, mình sẽ dùng tới cái thằng useSelector. Thì bây giờ mình sẽ xóa này đi. Mình sẽ đặt cái constUser này là useSelector. useSelector. Thì cái useSelector này là nó đến từ cái thằng React Redux. useSelector. Selector from React Redux. Đó. Thì cái thằng useSelector này nó sẽ là cách để các bạn có thể lấy cái state mà nãy giờ các bạn chọn, các bạn tạo á. Thì cái state nãy mình đặt tên là out. Thì cái out này là tên của cái này nè. Đó, out từ cái store ra. Rồi tiếp tục ở trong cái out này nó sẽ có hai thằng là login với là register. Thì mình muốn lấy từ thằng login. Và cuối cùng mình muốn lấy thằng current user. Current user. Tại vì như các bạn thấy hồi nãy là current user nó sẽ chứa ID, username vân vân và vân vân. Đó. Thì bây giờ khi mà mình lưu lại á,
khi mình lưu lại, mình reload lại đi. Và bây giờ nếu mình login user test user 2021123589 đi. À, login fail là tại vì mình nhập mật khẩu sai, 1234567789. Đó. Thì bây giờ login success rồi. Như thế này. À, nó chỉ hay đó tại vì mình đặt cái tên current user mình thiết chữ T. Đó. Thì bây giờ khi mình reload nó lại và mình login đi. Test user 2021123589. À, mình bấm nhanh quá cái nó sai mật khẩu đi. Thì bây giờ nó bị lỗi object. Thì cái lỗi object này các bạn có thể đọc nè. Object are not valid as React child. Thì tại vì cái thằng user, cái thằng current user này nó là một object mà mình lại tính render nó ở trong cái thằng span này nè. Thì bây giờ nếu mình xóa cái thằng span này đi thì nó sẽ bình thường trở lại. Đó. Các bạn thấy là khi các bạn login rồi. Test user 2021123589. 1234567789. Đó, thì bây giờ nó sẽ hiện hai nhưng mà nó không có hiện cái tên thì các bạn chưa có bỏ cái tên đâu hết. Thì để mà hiện cái tên thì cái logic nó cũng chỉ là user chấm username thôi. Thì cái username này nó sẽ được lấy từ cái thằng current user này nè. Đó, tại vì trong cái current user này nó sẽ có thằng username đến từ cái response trong cái Redux á. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó hiện chữ 2 test user 2021. Đó. Thì đây là cách mà các bạn có thể biến đổi nó dựa vào cái thằng navbar này, dựa vào cái use selector này. Rồi, thì bây giờ đó là chức năng mà login. Đó, thì để mình login lại. Test user 2021123589. Đó, thì khi mình nhập mật khẩu sai á, nếu mình nhập mật khẩu sai hay là nhập email sai, các bạn có thể dựa vào cái lỗi đó, các bạn dùng cái thằng error từ use selector, rồi các bạn có thể thông báo cho user biết là mật khẩu sai hay là tài khoản bị sai gì đó. Mà mình sẽ không xử lý nó ở đây, tại vì mình muốn tập trung vào cái thằng JWT hơn. Ok, thì bây giờ sẽ làm cái thằng user list này. Thì như hồi nãy mình nói, cái user list bây giờ là mình code chain nó thì nó sẽ hiện ra, chứ không phải là cái những user mà đã đăng ký cái app này. Ok, thì bây giờ để mình vào cái thằng home này. Thì cái thằng home page này nó sẽ chứa cái user data. Đó, cái dummy data mà mình tạo nè. Đó, thì đó lý do mình nói là mình code chain vào chứ không phải là nó từ cái API về. Rồi, thì bây giờ làm sao để xử lý cái này? Thì cách xử lý sẽ như sau. Thì trước hết, để mà lấy hết tất cả user thì mình sẽ phải dùng cái thằng route này nè. Đó, cái thằng này. Thì cái thằng này là cái route mà có thể lấy tất cả user. Nhưng mà cái thằng này các bạn sẽ phải có cái token ở trong đây. Đó. Thì đây là lúc mình sẽ hướng dẫn các bạn là làm sao để bỏ cái token vô cái header này. Thì trước hết mình sẽ vào Redux. Mình tạo một cái slice mới. Cái slice này nó sẽ là user slice. Thì cái slice này nó sẽ chịu trách nhiệm là chứa tất cả user ở trong đây. Những cái user mà mình render ra. Đó. Thì cái logic nó sẽ tương tự với cái thằng out slice này. Thì mình sẽ vào user slice. Trước hết mình sẽ import cái create slice. Rồi. Mình sẽ đặt tên nó là const user slice bằng create slice. Tên nó sẽ là user. Initial state. Thì mình sẽ có một cái là user. Trong đây sẽ là all user đi, tại vì mình muốn có một cái để chứa tất cả user. Is fetching bằng false. Error cũng là false. Như thế này. Đó. Rồi tiếp tục mình sẽ có cái phần reducer của mình. Thì trong đây sẽ có get user start là khi các bạn vừa lấy tất cả user từ cái API về sẽ nó sẽ gọi cái get user start này. Thì cái này chỉ biến đổi cái state fetching của mình thôi. Nó sẽ là state chấm user chấm is fetching. Nó sẽ thành true. Rồi tương tự như vậy.
get user success, nó sẽ có state và action luôn. State và action thì cái state chấm is fetching này nó sẽ là false, nhưng mà cái state chấm user chấm o user này thì bây giờ nó sẽ là cái action payload. Là tí mình sẽ gọi cái API get đó, thì mình sẽ bỏ tất cả user này vào cái thằng o user này đó. Rồi tiếp tục là get user failed. Failed thì chỉ đơn giản là mình sẽ cho cái error nó thành true thôi. Sẽ thêm dấu phẩy trên đây. Thì trước hết là is fetching nó sẽ là false. Và cuối cùng là cái error sẽ là true. Error sẽ là true. Rồi, thì để xài nó thì bạn phải export nó ra. Thì tương tự như cái thằng login, mình sẽ export get user start, get user success và get user fail như thế này. Nó sẽ từ cái thằng user slides của mình. User slides.action. Rồi, mình phải export cái slides, cái reducer của mình luôn. Tại vì cái này mình tạo một cái user slides mới mà, mình phải export nó luôn, user slides.reducer. Đó, nhưng mà để xài nó thì mình phải vào cái store của mình, mình đặt tên cho nó là user. Rồi tiếp tục là cái reducer của mình thì mình phải import nó vào. User reducer from user slides. Đó, thì bây giờ mình sẽ xài được là user reducer. Ok, thì các bạn có thể xem nó có hoạt động hay chưa bằng cách là các bạn thể coi trong cái store của mình nó có chưa. Thì redux state mình sẽ reload nó lại. Thì mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái user mới nè. Đó, nó sẽ có một cái user. Lúc đầu nó chỉ có cái out thôi, bây giờ nó có thêm bằng user nữa. Đó, thì trong đây nó sẽ có all user is fetching the error. Đó, tức là nó đã có trong cái store của mình rồi. Thì bây giờ để mà lấy nó, mình sẽ tạo một cái function mới. Tương tự như là lúc mà register với login luôn. Mình sẽ tạo một cái function mới. Export const. Mình sẽ đặt tên nó là get all user đi. Tại vì mình muốn lấy tất cả user luôn. Bằng async. Thì trong đây nó sẽ có gì? Trước hết, tại vì cái header nó phải có cái thằng access token, bởi vậy mình sẽ có thằng access token ở đây. Tiếp tục sẽ có thằng dispatch và có thằng dispatch, trước hết là như thế thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ khi mà vừa get user, mình sẽ cho get user start. Get user start. Rồi mình sẽ try catch. Mình sẽ cho nó try catch. Ok, thì try catch. Cái này sẽ là ngoặc curly braces. Đó, thì try catch là mình sẽ có một cái response. Tại vì khi mà mình get nó thành công đó, nó sẽ trả lại cho mình là một cái array object của user. Thì bởi vậy mình phải có cái const response này. Await asios.get. Tại cái này là get method. Sẽ là set v1 set user. Rồi, thì các bạn nhớ là trong cái Thunder Cloud này nè, đó, mình sẽ phải bỏ cái thằng token này vào thì mình mới có thể lấy user về được. Chứ nếu mà mình không bỏ token này vào thì không thể lấy được. Thì cách mà các bạn bỏ cái token này trong cái get method này á, đơn giản là các bạn sẽ phải một cái mở ngoặc clear braces, rồi headers, hai chấm, mở ngoặc tiếp. Thì tiếp theo sẽ là cái tên của các bạn, thì mình đặt cái tên của mình là token, thì sẽ là token ở đây. Đó, rồi, tại vì cái token của mình nó sẽ có chữ bearer lần trước, các bạn nào còn nhớ, sẽ có chữ bearer lần trước, khoảng cách, rồi sau đó sẽ là cái access token của mình, access token. Đó, thì đó là cái cách mà các bạn set cái header token này á, thì đó là cái cách. Rồi, sau khi mà nó gọi thành công rồi, thì các bạn sẽ dispatch, get user success, get user success, select cái rest.data này. Rồi, cuối cùng nếu mình thất bại thì sẽ là dispatch get user failed. Get user failed ở đây. Đó. Thì bây giờ khi mà mình vào cái thằng homepage lại, mình sẽ đóng cái dummy data này lại.
Thì cách mà để lấy nó thì mình muốn gọi cái get method này mỗi khi mà mình vào cái homepage. Bây giờ mình sẽ dùng cái thằng use effect. Và nó sẽ gọi được gọi khi mà các bạn load nó thì sẽ có cái dấu hiệu này ở ngay đây. Đó, để thể hiện là nó sẽ chạy khi mà nó vừa load. Thì ở trong cái use effect này mình sẽ gọi cái thằng get all user của mình. Thì trong cái use effect này mình sẽ gọi thằng get all user của mình. Thì mình sẽ get all user ở đây. Rồi trong đây mình sẽ phải có cái token, cái dispatch với lại cái token như cái dispatch thôi. Thì để mà lấy cái token thì mình sẽ phải lấy từ cái thằng mình sẽ lấy từ cái thằng login á, thì mình phải lấy cái token từ đó. Thì mình sẽ const user. Thì để mà lấy mình sẽ dùng thằng use selector hook. State. State chấm out chấm login chấm current user. Như thế này. Đó, thì để mà lấy cái token, tại vì nếu mà các bạn có thể thấy đây thì trong cái thằng current user nó sẽ có đầy đủ hết, nó sẽ có ID rồi token của mình luôn. Thì mình chỉ cần đơn giản là mình bấm là user chấm access token. Và tiếp tục dispatch này sẽ từ cái use dispatch hook const dispatch bằng use dispatch như thế này. Dispatch. Đó, sẽ như thế này. Rồi, bây giờ mình lưu lại thử xem nó hoạt động không. Đó, thì nó sẽ bị lỗi. Thì nó bị lỗi lý do là tại vì khi mà mình chưa có login vào thì cái thằng current user này của mình á, nó sẽ là null. Mà nó đã là null rồi thì không thể nào mà lấy cái access token này được. Thì thằng JavaScript nó có một cái hay là các bạn có thể handle khi mà nó null bằng cách là thêm dấu chấm hỏi như thế này. Chấm hỏi, như vậy. Rồi ở đây thêm dấu chấm hỏi vào. Thì bây giờ nếu mình lưu lại. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó sẽ bình thường trở lại. Thì cái lý do ở đây là cái dấu chấm hỏi này á, nó sẽ giúp các bạn là nếu mà nó null á, thì kệ nó luôn. Đó. Thì đó là cái dấu chấm hỏi, nó có tác dụng như thế. Nhưng mà các bạn để ý là cái thằng backend này nó sẽ bị lỗi ở đây. Ngay đây, sẽ bị lỗi ngay đây. Thì để mình check cái bên backend của mình xem mình có return nó lại chưa. Thì nó sẽ nằm trong cái middleware controller này nè, tại vì nó là cái verify token này. Thì nếu nó bị lỗi thì mình sẽ return nó lại thôi. Để xem nó còn có bị cái lỗi header đó không. Return. Như vậy mình cũng sẽ return luôn để nó khỏi bị cái lỗi đó. Rồi, để mình tắt cái backend đi. Rồi mình chạy nó lại. Npm start cái backend lại. Rồi bây giờ mình load lại. Nó sẽ gọi cái API của mình. Đó, để mình vô. Nó sẽ hiện get user failed. Các bạn thấy nè, nó sẽ hiện get user failed. Thì cái lý do nó hiện get user failed đó là tại vì mình chưa có đăng nhập. Mình chưa có đăng nhập thì mình sẽ không có cái token. Mình chưa đăng nhập thì sẽ không có cái token, thì sẽ không có get user được. Đó. Thì các bạn có thể handle cái lý do mà nó như thế này bằng cách là các bạn có thể dùng thằng navigate. Const navigate bằng use navigate. Thì cách handle là nếu mà các bạn chưa login á, mà các bạn cố tình các bạn tới cái thằng home thì các bạn sẽ bị chuyển hướng về cái thằng login lại. Đó, thì mình có thể đơn giản là mình thêm cái if ngay đây. Thì mình tắt cái này xuống. Nếu mà chưa có thằng user thì các bạn sẽ bị quăng lại cái thằng login. Đó, nếu mà chưa có user thì các bạn sẽ bị chuyển về thằng login lại. Rồi, các bạn có thêm một cái if ngay đây luôn. Là nếu mà các bạn có cái token. Đó, nếu các bạn có cái token chấm access token thì các bạn mới có thể get user được. Rồi giờ mình lưu thử. Đó thì các bạn thấy là nó sẽ chuyển bằng cái thằng login nè. Đó các bạn sẽ không tới được cái thằng home tại vì các bạn chưa đăng nhập. Thì bây giờ nếu mình login test user 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó thì các bạn sẽ thấy là nó ghi get user success là tại vì các bạn có cái thằng token rồi. Đó thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái thằng all user của bạn nó sẽ chứa tất cả toàn bộ cái user đã đăng ký cái app này.
Đó, tổng cộng là 4 user, 5 user, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, nhưng mà các bạn nhớ là cái token này nó chỉ tồn tại trong vòng 20 giây thôi. Đó, thì sau khi các bạn đợi lại 20 giây á, thì khi mà các bạn nhấn nút home này nữa, thì mình sẽ đợi lại 20 giây để xem cái nút home này còn hoạt động không. Nhưng mà tại vì giờ mình nhấn cái nút home này, nó cũng sẽ đứng yên ở đây, nó không có di chuyển. Thì bởi vậy, mình sẽ bấm save ở đây. Thì khi mình bấm save, nó sẽ reload lại. Thì giờ bộ mình thay đổi gì đi. Giờ bộ mình cho cái user data này, mình cho nó biến mất đi. Thôi, mình cho nó thêm cái số 2 ngay đây. Lưu lại. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó hiện get user failed. Thì nó get user failed là tại vì cái token của mình nó không valid nữa. Thì bây giờ nếu mà các bạn coi cái thằng network ở đây. Đây, fail ngay đây. Thì kéo lên, các bạn sẽ thấy response là token is not valid là tại vì 20 giây sau nó hết hạn rồi. Đó. Nhưng mà trước khi mình nói về cái refresh token á, mình sẽ làm cái user list này lại, là khi các bạn đăng nhập nó sẽ hiện ra những cái user đã đăng ký cái app này. Đó, chứ không phải là mấy cái user mà mình gõ code chay vào nữa. Thì tại vì mình đã có cái Redux để mình lưu trữ toàn bộ user rồi trong cái thằng old user á, thì bởi vậy mình chỉ cần có việc là lấy nó ra thôi. Thì nó sẽ như thế này. Nó sẽ là const. Mình sẽ đặt là user list đi. Chấm use selector state. Thì cái state này nó sẽ là state chấm, không phải là out nữa, nó sẽ là state user chấm users. Đó. Chấm user như thế này. Rồi, tiếp tục. Trong cái thằng users này, thì mình coi lại. Trong cái thằng users này, nó sẽ có all user trong đây. Thì bởi vậy mình sẽ chấm all user tiếp. All user ở đây. Nhưng mà sẽ thêm dấu chấm hỏi ngay đây. Tại vì nếu mà trong trường hợp nó chưa có thằng user list thì nó sẽ vẫn không bị crash cái app của mình. Thì mình sẽ thêm dấu chấm hỏi ngay đây. Đó. Thì bây giờ mình có thằng user list này rồi. Mình có thể xài nó. Thì thay vì mình để user data, bây giờ mình có thể để user list như thế này. Giờ mình lưu lại thử. User list is undefined. Thì trong cái thằng store của mình đặt tên nó là cái gì? User, có chữ S. Để coi mình có chữ S không. À, user, mình không có chữ S nè. Đó. Thì nó sẽ giống nhau user, user luôn. Thì lý do nó giống nhau là tại vì cái thằng store mình đặt là user. Mà trong cái thằng user slide này mình cũng đặt là user. Bởi vậy hai cái tên sẽ giống nhau. Mà nó không ảnh hưởng gì hết. Thì bây giờ nếu mình bật lại, load lại coi. Nó sẽ là user list is null. Là tại vì nó không có load. Tại vì lúc mà các bạn vừa load đó, nó sẽ là null. Mình có thể handle nó bằng cách là trước cái chữ map nào mình có thêm dấu chấm hỏi này ở ngay đây. Thì nếu mình thêm cái dấu chấm hỏi ngay đó thì nó sẽ khi mà nó null nó sẽ không có list cái này ra. Thì đó là sức mạnh của cái dấu chấm hỏi ở trong JavaScript này nè. Đó, thì bây giờ nếu mình lưu lại thì nó sẽ hiện, thì cái home các bạn nó sẽ không hiện ra nhưng mà nó sẽ không bị lỗi nữa, là tại vì mình có dấu chấm hỏi ngay đây. Thì dù cái user list của mình nó có null đi thì nó cũng không sao hết. Nhưng mà cái điều đáng chú ý đây là mình muốn cho các bạn biết là cái dấu chấm hỏi này á, nó không giống như là cái dấu chấm hỏi trong cái ternary operator đâu nha. Đó, thì cái dấu chấm hỏi này á, nó có tên của nó sẽ là optional chaining. Để mình ghi trên đây. Cái tên của cái dấu chấm hỏi này nó sẽ là optional chaining như thế này. Đó. Còn cái dấu chấm hỏi mà trong cái điều kiện mà có dấu chấm hỏi rồi dấu hai chấm á, nó sẽ là ternary operator. Thì hai cái đó nó khác nhau. Cái dấu chấm hỏi mà để handle lúc mà nó bị null á, thì nó sẽ không render ra, thì nó sẽ là optional chaining. Còn ternary operator là giống như là if else bình thường thôi, if true còn if false này nọ kiểu vậy. Đó thì hai cái nó khác nhau. Ok, thì giờ để mình login thử xem nó có hoạt động đúng không. User test user 2021 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Để coi nó có render ra không. Đó. Thì nó render ra rồi. Các bạn thấy nó render test user 2, my admin test user 3, test user 2021. Thì đây là tất cả cái tài khoản mà mình đã tạo ra. Các mình đã tạo, mình đã đăng ký ở trong cái database, thì bởi vậy nó sẽ render ra tất cả.
Ok, thì đó là các bạn cách các bạn render. Thì các bạn cũng có thể thêm cái thằng row luôn. Thì các bạn nhớ là trong cái phần demo á, là mình có hiện cái phần row ở trên đây, là nó ra là cái row của bạn là admin hay là user. Thì các bạn có thể thêm nó bằng cách là tạo một cái div mới đi, đặt là home row. Rồi, có thể nói là your role 2 chấm. Rồi trong đây sẽ hiện cái role của các bạn ra. Thì nếu thì các bạn nhớ là cái role của các bạn sẽ được dựa vào cái thằng is admin hay là thằng admin gì đó ở trong cái database. Thì để mình coi lại là is admin hay là admin model user. Đó, thì nó sẽ dựa vào cái thằng admin này nè. Đó. Thì nó là admin thì user admin. Thì nếu nó là admin thì sẽ render ra cho admin. Còn nếu nó không phải là admin thì nó sẽ render ra cho user. Đây, đây là ví dụ. Đó, đây là ví dụ rõ ràng nhất về cái thằng optional chaining với lại cái thằng ternary operator. Thì các bạn có thể thấy là cái thằng optional chaining á là ở ngay đây nè, ngay chữ user nè. Là nếu mà nó không có thằng user này á thì nó sẽ không sao hết, nó sẽ render thằng user này thôi. Còn cái thằng dấu chấm hỏi ngay đây thì nó sẽ là cái điều kiện. Nếu mà cái thằng này là admin thì nó sẽ render cho admin, còn nếu không nó sẽ render cho user. Thì hai cái dấu chấm hỏi này nó khác nhau. Đó. Ok. Thì bây giờ mình lưu lại. Thì khi mình lưu lại các bạn sẽ thấy là your role user là tại vì cái thằng này là cái thằng user chứ không phải là thằng admin. Thằng admin sẽ là cái thằng my admin này nè. Đó. Rồi. Thì như mình đã nói là cái này nó chỉ tồn tại trong vòng 20 giây thôi, sau 20 giây nó sẽ không còn nữa. Thì các bạn lưu ý điều đó. Thì tiếp đến sẽ là cái thằng xóa. Thì như các bạn nhớ là khi mà bấm nút xóa nó sẽ hiện ra là các bạn có thể xóa hoặc là không thể xóa. Thì mình có thể thêm một cái on click event ở trong cái thằng delete này nè. Đó, mình sẽ thêm một cái on click. Mình sẽ đặt là handle delete. Handle delete. Đó, mình sẽ đặt cái function của mình là const handle delete. À, nhân tiện là bây giờ cái domain data này mình không cần nữa thì mình sẽ xóa đi. Đó, tại vì mình dùng cái domain data, bình thường mình sẽ dùng cái domain data để mình có thể test xem cái UI nó đẹp chưa. Đó. Thì handle delete. Thì handle delete đây nó sẽ như thế này. Trên the client. Cái thằng delete ngay đây nè. Đó, các bạn thấy là để delete nó thì các bạn sẽ phải có cái thằng ID của nó. Các bạn phải set ID như thế này. Thì để mà có thằng ID của nó thì đơn giản là các bạn sẽ bỏ cái thằng ID đó trong cái thằng handle delete này, sẽ là user chấm gạch ID. Tại vì mỗi user đều có một ID riêng. Thì khi mình bấm delete mình sẽ có sẵn là user nào ở trong đó. ID. Thì mình có thể cho các bạn coi khi mình bấm console.log cái ID ra. Nó sẽ hiện cái gì. Rồi, bây giờ để mình mở cái DevTool. Console. À, đây, console ngay đây. Thì khi mình bấm delete ngay đây, các bạn sẽ thấy là nó hiện cái ID của thằng test user. Đó. Như thế này. Nó sẽ hiện ID của từng thằng khác nhau. Đó, thì đó là cách mà các bạn có thể lấy cái ID của nó. Rồi, thì cách mà các bạn có thể delete nó. Thì các bạn cũng có thể đoán là mình sẽ dùng cái thằng API request này tiếp để có thể delete nó. Nhưng mà trước đó mình sẽ phải thêm cái thằng delete ở trong đây để mình có thể handle lỗi của nó cũng như là nếu mà thành công thì sẽ ra sao. Ok. Thì mình sẽ thì cái thằng delete này mình sẽ không tạo một cái mới, mình sẽ vẫn để mấy cái từ thằng user này luôn. Ok. Không thì mình tạo một cái mới cũng được mà thôi, chắc không cần tạo đâu. Thì delete user start state. Thì nếu mà nó start thì mình chỉ cần state chấm user chấm is fetching bằng true. Tiếp tục. Tại vì khi các bạn delete nó thì các bạn sẽ muốn nó reload lại để nó có thể render mấy cái mới. Nhưng mà như như hôm bữa như cái clip mình trước mình nói á, là mình delete ở đây mình không có xóa nó thiệt, mình chỉ hiện cái dòng chữ nó thôi. Thì bởi vậy nó không có quan trọng cho lắm cái phần này. Thì delete user
success đi. Thì nếu mà delete success thì nó sẽ báo là thành công rồi. Thì mình chỉ xài lại mấy cái mình có thôi. User.isFetching bằng false. Rồi tương tự với lại thằng fail. Delete user fail. Thì nó sẽ có cái thằng fetching là false. Và nó sẽ có thêm thằng error là true. Đó. Nhưng mà mình muốn thêm một cái nữa là tại vì như nãy mình nói là mình delete nó, không phải là mình xóa nó thiệt. Mình chỉ muốn hiện cái dòng chữ là thành công hay không thành công không thôi. Thì bởi vậy mình sẽ thêm một cái initial state là cái message như thế này. Thì cái message này nó sẽ giúp mình là nếu mà mình delete thất bại nó sẽ hiện cái dòng chữ ra, còn nếu mình delete thành công nó sẽ hiện cái dòng chữ ra. Thì mình sẽ dùng state.message bằng, mình sẽ thêm cái action ở đây. Tại vì mình muốn trả cái dòng chữ đó về action.payload. Action luôn, tại vì nếu mà nó thất bại thì nó sẽ là báo là thất bại. Action.payload.payload. Thì các bạn nhớ là phải export nó ra. Delete user start, delete user success, delete user fail. Ok. Thì bây giờ trong cái API request này, các bạn có thể tạo một cái function mới đặt tên là delete user. Rồi, trong đây sẽ có gì? Trong đây trước hết nó sẽ có cái access token. Tại vì muốn delete user. Đây. Muốn delete user. Thì header phải có token. Bearer gì đó. Và cái route phải đúng nữa. Cái route phải là cái route của cái ID của cái người đó. Body thì không cần gì hết. Thì bởi vậy sẽ có access token trong đây. Dispatch phải có trong đây bắt buộc. Và cuối cùng là cái ID. Thì phải có cái ID thì mới biết là mình đang gọi cái thằng nào để mình xóa. Thì khi vừa bắt đầu tương tự mình sẽ delete user start. Để mình coi nó có import chưa. Đó, delete user start. Ok, nó có rồi. Rồi, tiếp tục try catch. Thì try. Thì try đây mình sẽ gọi tới cái API đó. Thì sẽ là const rest.await acs.delete. Đây, cái này là chức năng xóa. Thì cái route nó sẽ là set v1 set user. Rồi, như các bạn thấy là tới khúc set tiếp theo nó sẽ là set cái ID. Thì mình sẽ set vậy rồi cộng với lại cái ID mà mình muốn cho vào. Rồi tiếp tục cái header nó sẽ là tương tự như là cái thằng get, sẽ là token này chấm bearer và cái token của mình như vậy, sẽ là cái access token của mình, access token đó như thế. Rồi nếu nó thành công thì sẽ là delete user success. Thì các bạn nhớ là cái thằng delete này nè, nếu mà thành công nó chỉ trả về là delete user success, hoặc là cái nó chỉ trả cái thông điệp của thằng JSON là xóa thành công hoặc là xóa thất bại hay không thôi. Thì bởi vậy mình có thể bỏ cái rest data của mình vào như thế này đó. Rồi tương tự nếu mình thất bại thì mình có thể delete user fail. Thì để mà lấy cái error message của mình á, để mà lấy có thể lấy cái mà khi mà mình bấm là JSON 403 rồi status 403.json rồi mình nhập là you are not allowed to delete this user hay gì á, thì các bạn sẽ bấm là error.response.data thì nó sẽ hiện ra cho bạn cái JSON của các bạn. Ok, thì để bây giờ mình thử. Mình sẽ vào cái thằng homepage. Rồi trong cái thằng handle delete này của mình sẽ gọi cái thằng delete user. Ok, bây giờ mình sẽ xóa cái console.log này đi. Mình sẽ gọi delete user. Delete user. Rồi, mình sẽ bỏ cái gì vào? Mình sẽ bỏ access token vào. User, right, yeah. Access token.
Tiếp tục mình sẽ bỏ cái dispatch vào. Và cuối cùng mình sẽ bỏ cái ID vào. Rồi, giờ mình lưu lại. Thì bây giờ chắc là cái token nó cũng đã hết hạn rồi. Thì bây giờ mình sẽ load lại. User. Test user. Mình sẽ mở cái Redux Store lên cho các bạn coi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continue. Ok, đăng nhập thành công. Giờ mình bấm xóa đi. Đó, fail, you are not allowed. Còn nếu mình bấm chính mình thì sẽ hiện là success, delete successfully. Đó, như các bạn đã thấy. Rồi, test user 3. Đó, you are not allowed to delete. Nhưng mà bây giờ nếu mình đợi trong 20 giây, cái token nó sẽ không hoạt động nữa và nó sẽ hiện là báo lỗi. Thì bây giờ mình sẽ đợi 20 giây. Đó, thì các bạn sẽ thấy là sau 20 giây nó sẽ báo cho các bạn là token is not valid. Là tại vì nó hết hạn cái token này rồi. Ok. Thì chức năng xóa của mình đã thành công. Nhưng mà để mình thể hiện, để mình hiện cái message của nó ở đây cho các bạn thấy ra để nó rõ hơn. Thì có thể hiện cái message nó như sau. Mình sẽ tạo. Mình sẽ dùng cái thằng. Thì cái message này nó đến từ trong cái user slice của mình. Và nó đến từ cái thằng message này. Chính vì thế, mình sẽ lấy cái message đó ra. Mình sẽ nói là message bằng useSelector. useSelector. State. Rồi, state.user. Sẽ thêm dấu chấm hỏi. Phòng trường hợp nó bị no message. Đó, thì tốt nhất các bạn cứ thêm dấu chấm hỏi vào. Rồi, mình sẽ render thằng message ở đây. Thì mình sẽ render cái thằng message ở dưới đây. Ok, coi dưới đâu. Ok, mình render thằng message dưới đây trước đây. Bây giờ mình log out lại thử. Mình chưa có chức năng log out. Để mình reload lại thử. Test user 2021 123456789. Xóa. Nó không có hiện cái thằng message. Thì để mình thêm cái class vào. Class error message đi. Rồi mình cho thằng message ở trong đây. Nó không hiện cái thằng message. Để mình coi là mình có. À, đây cái này phải thêm S. Đó, mình cứ thiếu cái chữ S. Đó, thì nó sẽ ghi cái message ra. Thì nãy giờ hết 20 giây rồi thì sẽ là token is not valid. Bây giờ mình sẽ reload lại. Test user 2021 123456789. Bây giờ mình bấm. Đó, you are not delete to delete order. Còn nếu mình xóa chính mình. Đây, mình xóa chính mình thì sẽ ghi là delete successfully. Đây. Đó. Rồi, tương tự, bây giờ nếu mình đăng nhập bằng thằng admin, hay admin 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thì thằng admin này mình xóa ai cũng được hết. Xóa ai cũng được hết, xóa ai cũng được hết, xóa ai cũng được hết, xóa ai cũng được hết. Đó, thì đó là cách cách bạn hiện cái chữ này ra. Rồi, thì tiếp tục là cách refresh token. Thì tại vì nếu mà mình dùng thằng access token không thôi á thì sau 20 giây như nãy mình nói, cái token của mình nó sẽ không valid nữa. Thì để mà nó valid, các bạn sẽ phải đăng nhập lại thì cái token của mình nó mới valid lại. Thì bởi vậy mình không muốn điều đó xảy ra. Đó. Thì để mà nó valid lại thì phải đăng nhập nó lại. Thì mình không muốn điều đó xảy ra. Thì bởi vậy mình phải refresh cái token. Thì cách refresh token nó sẽ như sau. Thì cái logic của cái refresh token nó sẽ như thế này. Các bạn nghe kỹ nha. Thì cái logic nó sẽ là trước khi mình muốn gửi cái request nào đó mà nó có cái access token, thì mình sẽ phải xem là cái hạn của cái access token đó nó đã hết hạn chưa. Nếu cái hạn của cái access token đó nó đã hết hạn rồi thì mình sẽ refresh cái token đó lại. Thì cái vấn đề ở đây là làm sao mình hành động một cái gì đó trước khi mà mình gọi cái API nó ép buộc phải có cái access token. Thì để làm việc đó, mình sẽ tạo một cái ACS instance. Mình sẽ đặt tên là let ACS JWT bằng ACS create. Thì cái này sẽ tạo cho mình một cái ACS create mới.
Thì để mình import cái ASIOS vào. Import ASIOS from ASIOS. Rồi. Thì cái thằng này. Bây giờ cái thằng này mình sẽ dùng tới thằng ASIOS interceptor. Thì mình sẽ giải thích cho các bạn ASIOS.jwt.interceptor.request.use. Đây. Thì ASIOS interceptor. ASIOS interceptor nhá, nó có chức năng là trước khi các bạn send, trước khi các bạn gửi một cái request nào đó, mà nếu các bạn dùng cái thằng ASIOS JWT này nè, thì nó sẽ check cái những gì trong đây trước, những gì mà trong cái mình chuẩn bị gõ nè ở đây trước, trước khi các bạn có thể làm cái bước là gọi API từ ở đâu đó. Thì cái đó là cái chức năng của thằng interceptor này. Thì nó sẽ như thế này. Async. Nó sẽ là async function, tại vì mình sẽ gọi cái API để refresh cái token. Rồi. Tiếp theo là làm sao để có thể biết là cái thằng JWT của mình nó hết hạn hay không. Thì để mà biết nó hết hạn không, mình phải tải một cái library, một cái package. Thì mình sẽ phải tải một cái package. Thì cái package đó nó có tên là JWT decode npm install JWT decode. Thì cái package này nó sẽ giúp mình giải mã cái JWT để mình có thể lấy cái thời gian hết hạn của thằng JWT ra. Đó, thì sau khi mình đã tải thì mình sẽ xài nó. Thì bây giờ mình sẽ import nó vào. Thì mình sẽ import cái JWT từ cái JWT decode trên đây. Đó, mình sẽ import nó vào. Rồi. Bây giờ mình có thể giải mã nó. Thì nó sẽ giải mã như thế này, giờ bấm const decoded token, tức là cái token đã được giải mã JWT decode. Rồi sau đây mình sẽ bỏ cái token vào. Thì cái token của mình là user.access token. Rồi bây giờ nếu mình console.log cái decoded. Nhưng mà bây giờ mình console.log thì nó cũng chưa có báo được, tại vì mình chưa có thêm cái gì vào ASIOS.JWT trong đây hết. Thì thôi mình làm một lần luôn. Thì cái này nó sẽ trả lại giống như cái lúc mà mình dán cái JWT vào cái JWT.io thì nó sẽ trả lại y chang vậy. Đó. Thì sau khi mình giải mã rồi, mình sẽ lấy cái exp của nó. Thì để mình coi trên đây. Để coi coi. Cái thằng login success nè. Thì bây giờ cho bộ mình lấy cái access token nó trên đây. Rồi. Mình giải mã trên cái ASIOS. Trên cái JWT.io đi. Đó, giờ mình dán nó vào. Thì nó sẽ có cái thằng exp ngay đây. Thì cái thằng JWT decode đó, nó cũng sẽ trả y chang cái thằng payload này. Nó sẽ có thằng exp ngay đây. Thì đó chính là cái ngày hết hạn của nó. Cái thời gian hết hạn của nó. Thì mình có thể dùng cái thằng exp đó bằng cách là if decoded token decoded token TQD decoded token chấm exp đó, để mình lấy cái hạn nó ra bé hơn. Rồi mình muốn nó bé hơn cái thời gian bây giờ mà mình có, thì mình có thể làm bằng cách là mình gõ đây, mình sẽ thêm cái thằng ngày tháng hôm nay vào bằng cách là let date bằng new date đó. Thì khi nếu mà nó bé hơn cái thằng date của mình chấm gần đây chấm get time thì sẽ lấy cái thời gian bây giờ, get time chia 1000 thì phải chia 1000, tại vì cái exp của mình á là nó chia 1000 ra thì nó mới ra được chung cái giá trị với exp đó. Rồi thì nếu mà như thế thì nó sẽ hết hạn. Thì khi mà nó hết hạn mình sẽ phải refresh nó. Thì mình refresh bằng cách là mình gọi cái API refresh của mình, như các bạn đã nhớ đây. Nếu mà nó hết hạn, các bạn phải gọi cái API này để nó có thể refresh cái token của mình. Và trong cái API này nó cũng phải có cái thằng cookie, nó sẽ phải có thằng cookie trong đây. Mà thằng cookie nó được gắn sẵn rồi nên các bạn không phải lo việc đó. Ok, thì sẽ như hai. Thì nó sẽ phải gọi một cái API refresh token ở đây, const data
chấm await ACS cũng được. Còn không thì các bạn có thể tạo một cái function riêng, cho mình tạo một cái function đặt tên là refresh token đi. Thì lên trên đây mình có thể tạo cái function đó, const refresh token. Đó. Thì cái này sẽ là một cái async function. Try const rest bằng await chấm ACS chấm post. Thì sẽ post những cái route đó, set v1, set out, set refresh. Rồi. Thì các bạn nhớ là phải thêm cái thằng cookie vào. Thì cách mà các bạn thêm thằng cookie trong cái ACS đó, chỉ đơn giản là các bạn gõ with credential, credential true. Thì cái with credential true này nó sẽ bảo là các bạn có cookie thì phải gắn vào. Đó. Rồi sau đó sẽ return lại cái data. Thì nếu bạn nào nhớ là cái return cái data của cái thằng refresh token á, nó sẽ là return lại cho các bạn cái access token và cái refresh token mới. Đó. Thì nếu mà nó error thì mình gõ là console.log error thôi. Ok. Rồi. Thì cái data này của mình nó sẽ chứa cái thằng access token và refresh token mới. Thì bây giờ mình refresh nó rồi. Thì mình sẽ phải làm một bước như là login nó lại. Là tại vì khi mà nó hết hạn á, bên đây nè, khi mà nó hết hạn thì mình muốn nó refresh bằng cách là nó sẽ update cái thằng login này, thằng current user này nè, nó sẽ update cái thằng current user này bằng một cái access token mới cũng như một cái refresh token mới. Chứ nếu mà mình tạo một cái mới, một cái user mới nữa thì nó có ý nghĩa đâu. Thì để mình nói lại, khi mà nó hết hạn mình sẽ phải refresh token, và sau khi refresh token mình sẽ có access token và refresh token mới. Rồi sau đó mình sẽ update cái thằng current user này bằng một cái current, bằng một cái access token mới. Thì nó có thể tiếp tục nó gọi mấy cái API request này. Thì để làm như thế, mình sẽ tạo một cái gọi là refresh user đi, để thể hiện là một cái user mới. Rồi ở trong đây mình chỉ muốn thay đổi, thì trong đây là cái thằng user mới. Thì trong đây mình sẽ muốn thay đổi những thứ như sau. Tất cả nó đều y chang hết. ID, update, admin này nó đều y chang hết. Nó chỉ thay đổi cái thằng access token với là refresh token thôi. Đó. Thì chính vì vậy mình sẽ phải dùng spread operator chấm chấm chấm. Rồi mình sẽ phải lấy cái thằng current user. Thì nãy mình đặt tên cho nó là user này nè. Đó. Thì sẽ lấy thằng user đó. User. Thì cái chấm 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 này nó sẽ giúp mình giữ lại y chang hết mấy cái đó. Rồi bây giờ mình cần thay đổi cái gì thì mình có thể thêm vào. Ví dụ mình muốn thay đổi cái access token, thì mình đơn giản là mình gõ access token như thế này, mình có thể thay đổi rồi. Rồi đây là chấm access token. Tại các bạn nhớ là cái data mình nó sẽ return cái access token và refresh token. Rồi tiếp tục refresh token. Data chấm refresh token. Mà hình như là mình không có cái refresh token trong đây, là tại vì cái refresh token nó đã có sẵn trong cái cookie rồi, nên cái này không cần thiết. Đó, này không cần thiết, tại nó đã gắn sẵn trong cái cookie của mình rồi. Rồi, thì sau khi đó mình có thể dispatch. Bây giờ mình không cần dispatch cái tất cả cái process của login nữa, mình chỉ cần dispatch một cái login success thôi là được. Tại vì cái login success này nó sẽ lấy cái action payload là cái thông tin mới của user. Thì bây giờ em có thể thêm cái refresh user này vào. Cái này. Đó. Rồi, tiếp tục mình có thể thêm cái config header này. Để, tại vì khi mình muốn refresh, mình sẽ thêm cái config header này. Ngay đây. Là để nó tạo cái header mới. Tức là nó sẽ thay thế cái header mà mình đã có bằng cái header access token mới của mình. Thì nó sẽ là bearer. Đây là chấm access token. Thì làm như thế này nó sẽ giúp mình bỏ cái header của access token này vào. Rồi cuối cùng là mình sẽ return cái config như thế này. Đó. Rồi nếu mà nó bị lỗi, tại vì phải xử lý luôn là nó có bị lỗi không. Thì nếu mà nó bị lỗi, thì nếu mà nó error, là các bạn thấy là nó hiện mà nếu mà on rejected thì error là gì đó, nó sẽ là một cái promise, thì mình sẽ phải return một cái promise, return promise
chấm reject. Đó, error. Ok. Thì bây giờ cái này là một cái ASOS mới nha, chứ không phải là cái ASOS này giờ mình xài. Đó, thì để mà cái này nó được check mỗi khi mà các bạn gửi cái request thì các bạn phải xài cái thằng này chứ không được xài cái thằng ASOS nữa. Thì để làm như thế thì để mình nhớ lại là cái thằng nào của mình cần cái head, cần cái access token, thì trước hết là cái thằng get all user này, cái thằng get all user này nó cần có cái access token này, thì mình sẽ phải bỏ cái thằng, mình sẽ cho cái thằng use effect này đứng cuối đi. Đó, để chắc ăn là nó này chạy này trước. Ok. Đó, cho nó xuống cuối. Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một cái nữa. Trong cái thằng này mình sẽ thêm cái ASOS JWT. Rồi bây giờ khi mình vào cái API request này, khi mình vào cái API request này, mình sẽ tìm cái thằng get all, mình sẽ tìm cái thằng get all user. Sẽ thêm cái ASOS.wt luôn. Mình sẽ thêm cái ASOS JWT luôn. Thì bây giờ mình sẽ không xài cái thằng ASOS hồi nãy nữa, mình sẽ phải xài cái thằng ASOS JWT này. Tại vì mình phải xài cái thằng này thì nó mới có thể check cho mình trước khi mình có thể get cái user là cái token đã hết hạn hay chưa. Đó. Thì bây giờ để mình thử. Bây giờ mình sẽ reload lại. Rồi đăng nhập lại từ đầu hết. My admin đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó, bây giờ nó sẽ vẫn get user success bình thường. Tại vì nó chưa có hết hạn cái token. Đó, get user của mình thường luôn, delete của mình thường luôn. Thì bây giờ mình sẽ đợi cái token của nó hết hạn. Đó, bây giờ mình cứ thử delete trước khi nó hết hạn thôi. Bây giờ cái token nó hết hạn rồi nè. Đó. Thì bây giờ mình không thể nào mình test được cái use effect được, tại vì nó đã load sẵn rồi. Thì bây giờ mình sẽ làm cái thằng delete đi để nó rõ ràng hơn. Tại vì cái thằng thì nó rõ ràng hơn, tại vì cái thằng này nó đã load rồi mà mình không có cái nào để mình di chuyển nó ra ngoài hết, tại vì nếu mình load lại nó sẽ dẫn biến mất. Ok, thì bây giờ mình sẽ test trên cái thằng delete đi. Mình sẽ test cái thằng delete homepage, delete user là nằm ở trên đây. Mình sẽ thêm cái ASOS JWT vào API request, mình sẽ thêm cái ASOS JWT vào ở đây. Rồi mình sẽ xài cái thằng này để gọi thằng delete. Rồi bây giờ khi mình bấm delete, đó các bạn sẽ thấy là delete nó success rồi nè. Đó, mặc dù là hồi nãy nó đã hết hạn nhưng mà giờ nó đã success lại được. Tại vì khi mà mình nhấn cái này mà cái token nó đã hết hạn rồi, thì nhờ vào cái thằng ASOS JWT á, nó sẽ check là bây giờ cái token hết hạn rồi, nó sẽ refresh cái token mới. Rồi sau đó cái thằng config header nó sẽ gắn cái token vào cái thằng access, cái thằng thằng token của mình á, thì bởi vậy nó sẽ bình thường trở lại. Thì bây giờ nó sẽ không bao giờ hết hạn nữa. Thì đó là cái cách mà các bạn refresh token. Rồi thì đa số đó là đã xong cái video này rồi, nhưng mà mình muốn thêm một cái nữa là các bạn đấy á, là bây giờ khi mà mỗi lần mình reload cái trang này lại nè, nó sẽ biến mất hết mọi cái store trong Redux đó. Nhưng mà thường thường một cái app á, người ta đâu muốn là mỗi khi người ta vào người ta phải đăng nhập lại đâu. Thì bởi vậy mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái extra thêm nữa là thằng Redux Persist. Đó, Redux Persist. Để mình search nha, Redux Toolkit Persist. Thì bạn nào muốn tìm hiểu các bạn có thể search nó, là đơn giản nhất. Các bạn có thể tìm trên cái trang chủ của thằng Redux. À, dùng thằng ping này giảm quá. Để mình dùng thằng Google đi. Ok, Redux Toolkit Persist. Đây. Đây. Thì các bạn sẽ vô cái document chính của nó, nó sẽ dễ hơn. Thì này là nó chỉ các bạn cái setup, mình sẽ tìm tới cái thằng Persist. Đó, thì đây là cách mà các bạn xài cái Redux Persist. Thì cái Redux Persist nó sẽ giúp bạn là nó sẽ giữ lại mấy cái nằm trong cái store của các bạn, mặc dù các bạn có reload nó hay không. Thì đây là hướng dẫn của cái Redux Persist. Các bạn nào muốn có thể đọc thêm như này. Đó, thì bây giờ mình cũng đơn giản là mình chỉ copy paste nó thôi. Thì bây giờ mình sẽ copy paste nó vào. Thì để mình tắt mấy cái này đi, tại đa số là mấy này xong hết rồi. Thì bây giờ cái thằng store nè, trước hết mình sẽ phải tải cái Redux to Redux Persist nó về. npm install
Redux persist. Đó, phải tải nó về mới xài được. Ok, thì sau khi tải thì mình sẽ copy paste như trên cái document thôi. Thì giờ lên cái document nè. Ồ, nhầm, không phải cái này. Bây giờ mình lên cái document. Mình sẽ làm y chang nó bảo. Import mấy cái này. Từ Redux persist. Đó. Rồi tiếp tục. Mình sẽ import tiếp cái thằng storage. Từ cái này luôn. Ok, nó bị cái màu mờ này tại vì mình chưa có xài nó, cho nên nó sẽ bị mờ vậy thôi, chứ không gì hết. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ không cần cái app với lại cái root với lại cái persist get này, tại vì cái này sẽ để trong cái phần app.js. Mình sẽ cần cái thằng root reducer. Reducer không cần lắm. Mình sẽ cần cái thằng persist config này. Đây, cần cái thằng này. Copy paste nó vào ở trong đây. Đó. Rồi tiếp tục. Thì nó sẽ có cái thằng persisted reducer. Rồi nó sẽ có cái thằng root reducer nằm trong đây. Copy luôn. Đó, thì các bạn thiếu cái thằng root reducer này nè. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái root reducer của nó. Root reducer. Thì nó sẽ là combine reducer. Thì combine reducer chỉ đơn giản là các bạn sẽ bỏ tất cả cái thằng reducer các bạn có như trong đây. Thì thay vì mình để ở dưới đây nè. Thay vì mình để như thế này. Mình có thể bỏ nó thẳng qua trong đây. Như vậy. Đó, có thể bỏ nó thẳng qua trong đây. Rồi các bạn phải import cái combine reducer từ Redux toolkit luôn. Combine reducer. Như thế này. Đó. Ok. Thì bây giờ đã có thằng persisted reducer rồi. Thì trong cái thằng persisted reducer là nó sẽ bạn muốn bỏ cái gì trong đây mà các bạn muốn nó giữ nguyên thì các bạn sẽ bỏ. Thì bây giờ mình muốn bỏ giữ nguyên hết tất cả cái này thì mình sẽ bỏ nó vào. Rồi, tiếp tục coi doc tiếp. Trong đây nó sẽ hiện mấy cái này, mình sẽ copy paste nó vào hết luôn. Đó, các bạn sẽ thấy nó để là const store bằng configure store nè, mình sẽ để vậy luôn. Const store. À không thì mình copy paste hết mấy cái này luôn đi. Đó, copy paste hết. Bằng. Đó. Đó, copy y chang luôn. Rồi cuối cùng sẽ là let persister bằng persister store như đây. Nhưng mà mình sẽ phải export nó tại vì mình không có xài nó trực tiếp trong cái app giống như là cái doc luôn. Mình sẽ phải export nó. Rồi, sau khi mình export như thế này rồi thì mình sẽ vào cái thằng index.js của mình. Tương tự như người ta chỉ nè. Đó. Thì trong cái index.js nó sẽ có cái thằng persist gate này là cái mới nè. Đó, persist gate là cái mới. Thì mình sẽ thêm cái persist gate tương tự như vậy. Thì trong cái index.js của mình sẽ có persist gate đến từ cái thằng này. Loading bằng no. Rồi, cuối cùng là persister. Thì nó sẽ lấy từ cái thằng persister của mình vừa export ra. Thì mình sẽ import persister đi. Từ cái này ra. Rồi, mình sẽ export cái persister này ra. Cộng với cái store luôn, tại vì mình có cái store ở trong đây. Thì mình phải export cái store này luôn. Thì mình mới xài được cái store này. Đó, thì mình sẽ bỏ cái store này trong cái ngoặc curly braces luôn. Tại mình export nó ra. Ok. Thì sẽ là cái thằng persist star này. Rồi, bây giờ mong nó hoạt động nha. Ok. Load lại, nó báo lỗi gì đây? Unexpected token. Mình quên đóng cái này lại hả? À, mình quên đóng cái này lại. Ok, mình đóng cái này lại.
Đóng lại luôn, persist gate. Rồi, bây giờ mình sẽ vào cái thằng Redux của mình để kiểm chứng nó. Là cái mình sẽ hiện là persist rehydrate này nọ. User demo myadmin đi, myadmin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 continue. Đó, nó sẽ vẫn như bình thường. Nhưng mà bây giờ khi các bạn reload nó, đó, các bạn sẽ thấy là nó vẫn y chang. Cái state này vẫn y chang, nó sẽ không bị mất đi. Đó, nó sẽ trả get user start, get user success này nọ hết. Chờ, đó, y chang luôn. Đó, thì đó là cái cách mà khi mà user các bạn muốn vô cái app các bạn lại mà các bạn không bị, không phải ép user các bạn đăng nhập lại, tại vì mấy cái store này sẽ vẫn tồn tại ở trong đây. Rồi, nhưng mà bây giờ mình muốn làm thêm chức năng logout nữa. Khi mình nhấn logout thì toàn bộ cái trong store nó sẽ được reset lại và user sẽ được dịch chuyển ra. Thì bây giờ mình sẽ làm cái logout luôn. Thì cái logout nó sẽ nhanh thôi. Navbar. Navbar. Thì mình sẽ vô cái PR request trước. Mình sẽ tạo một cái logout user đi. Export const logout async. Trong đây sẽ có dispatch với lại navigate. Ok, nhưng mà mình chưa có cái slice cho nó. Mình sẽ vào cái out slice này để mình tạo cái thằng logout luôn. Thì mình có thể tạo cái thằng logout ngay đây. Sẽ là is fetching false. Rồi, tiếp tục. Rồi, error false. Đó, thì mình sẽ copy của cái thằng login đi để mình làm logout. Thì bây giờ sửa này thành logout success. Thì nếu mà nó logout success á, thì nó sẽ như thế này. Logout success thì logout sẽ là false. Rồi, tiếp tục. Mình sẽ cho thằng login error, logout error là false luôn. Nhưng mà khác một cái là mình sẽ cho thằng login current user cho thành no. Đó, tại vì cái state ban đầu của thằng login này nè là no. Thì bởi vậy khi mình logout mình muốn nó quay trở về cái state này lại thì nó sẽ là current user no lại, chứ nó sẽ không còn thông tin của user nữa. Thì đó là lý do mình có thằng logout, là để cái thông tin của user mà nó chưa biến mất đi. Đó. Rồi, nếu mà logout fail, nếu mà logout nó bị thất bại thì cái này sẽ thành true. Cái này sẽ thành true. True. Rồi, logout error sẽ thành, cái này thành false chứ, cái này thành false. Logout error sẽ thành true. Cái này thành true trên đây. Tại nó đang load. À không, cái này vẫn là false chứ. Ừ, tại vì cái mà false thì nó sẽ, cái mà true nó sẽ nằm ở thằng start. Thì này là logout start. Ok, mình sẽ cho chữ O, nó in hoa. Rồi, thì bây giờ nó sẽ là logout is fetching true. Cái này hiện là false. Không thì không cần cái đó cũng được. Rồi, để mình kiểm lại xem đủ chưa. Register, start, success, fail, logout, success, fail, start, đủ luôn. Ok, thì bây giờ mình export nó ra. Logout, start, logout, success, logout, fail, như thế này. Bây giờ mình có thể xài nó trong cái API request này. Thì tương tự, mình sẽ dispatch logout, start. Try. Thì logout start nó chỉ đơn giản là nó bảo là logout thành công thôi. Thì mình chỉ cần await. Thì cái logout nó phải có cái token. Nếu bạn nào nhớ thì cái logout của mình nó phải có cái token luôn. Mình check coi cái logout của mình có cần cái token không. Thì mình check trong cái route. Đây, logout
Đây, nó phải có cái thằng verify token này, thì bởi vậy mình phải thêm cái token nữa. Và phòng trường hợp nó cái token nó thẳng, mình sẽ thêm cái axios JWT tiếp. Thì nó sẽ là await axios JWT chấm post sec v1 sec out sec logout. Đó, rồi trong đây sẽ là cái header. Thì mình sẽ thêm một header tương tự trên đây, sẽ là token bearer. Rồi, trong đây sẽ là access token. Thì anh em đặt tên là token. Thì các bạn muốn thì bạn đặt tên cũng được hết. Thì để mình đặt tên nó lại là access token, nó giống cái trên kia. Thì sẽ là access token. Nhưng mà cái thằng post này á, là các bạn phải có một cái gì đó để nó post lên. Thì nếu các bạn nào thích thì các bạn có thể post cái ID của thằng user lên cũng được. Đó, thì mình giả bộ mình thêm cái ID này vào. Thì mặc dù post này nó không có tác dụng gì hết, nhưng mà nó sẽ tránh được cái việc mà nó sẽ post cái token thay vì post cái ID lên. Đó, thì sau khi các bạn post nó, thì nếu mà post thành công thì sẽ dispatch là logout thành công, logout success. Còn không thì các bạn sẽ catch là dispatch logout failed. Logout failed. Đó, ngay đây. Rồi, ok. Thì bây giờ mình vô cái navbar của mình. Trong cái thằng logout này, mình sẽ thêm một cái onClick. Mình sẽ đặt tên là handle logout. Ok. Thì const handle logout. Thì trong đây mình sẽ gọi cái thằng logout user. Logout user. Logout thôi. Ok. Thì trong đây nó sẽ có gì? Trong đây sẽ có dispatch, ID, navigate, bla bla bla. Thì trước hết mình sẽ lấy cái dispatch là cái navigate trước đi. Use dispatch const navigate. Navigate bằng use navigate. Rồi tiếp tục là cái access token và cái ID. Thì mình có thể lấy cái access token đơn giản thôi. Mình có thể đặt một cái biến mới đi, đặt là access token. Và mình sẽ lấy từ cái thằng user này ra. Chấm access token. Và tiếp tục mình có thể lấy cái ID của thằng user này tương tự. ID bằng user. Chấm gạch ID. Thì bây giờ mình có thể bỏ những thứ như sau. Mình có thể bỏ thằng dispatch. Mình có thể bỏ thằng access token. Thằng ID. Tiếp tục là mình có thể bỏ cái thằng access token. Đó, thì các bạn thấy là mình sẽ cần có cái thằng axios JWT của mình. Sẽ cần có thằng axios JWT. Thì bởi vậy khi mà các bạn logout, thì trước khi mà các bạn logout nó phải check xem cái token của bạn nó hết hạn chưa. Nếu chưa thì nó sẽ refresh lại cho các bạn, rồi nó sẽ cho các bạn logout. Thì cái axios JWT á, nó là của cái thằng homepage này nè. Thì nó bị ở đây, nó bị một cái là cái thằng này nó chỉ tồn tại trong cái thằng homepage này thôi, mình không thể nào mà mình xài được. Thì bởi như thế mình sẽ tạo một cái file mới, mình sẽ tạo một cái file mới trong cái source. Mình sẽ đặt tên cái file này là create instant đi. Thì cái file này nó sẽ giúp mình có thể xài cái thằng interceptor này ở mọi file, tức là mình có thể refresh token dựa vào cái thằng ACS instance mới của mình lúc nào cũng được hết. Thì để làm như thế thì mình sẽ phải import ACS from ACS. Rồi tiếp tục thì bây giờ mình sẽ export một cái gọi là create ACS. Mình sẽ đặt tên cho cái function này để mình dùng nó globally luôn. Đó, thì bên trong function này nó sẽ có cái logic y chang với là những cái mình đã ghi. Thì mình sẽ tìm coi. Trước hết thì sẽ có là new instance. Thì nó sẽ là axios.create. Đó, thì mình sẽ tạo một cái mới. Rồi, tiếp theo là cái logic nằm trong đây. Thì đầu tiên là cái logic của cái interceptor này nè. Thì mình sẽ copy cái logic này vào. Mình sẽ copy cái logic này. Thì mình tắt bất tab đi. Tắt. Ok.
Ok, mình sẽ copy logic này vào. Nhưng mà cái này sẽ là new instance. Thì các bạn thấy nó sẽ báo đỏ tại vì mình chưa có những thằng này. Thì trước hết là cái thằng JWT decode, mình có thể import nó vào. JWT decode from JWT decode. Đó là thứ nhất. Rồi tiếp theo, để mình coi mình còn thiếu gì không. Mình thiếu cái user với lại refresh token. Thì cái user này mình sẽ chuyển nó vào khi mình cần user. Đó. Cộng với cái dispatch luôn. Mình sẽ cần cái dispatch. Thì bây giờ mình về cái thằng homepage lại. Mình sẽ xóa cái này đi. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy cái logic của cái thằng refresh token này nè. Mình copy nó. Mình copy cái thằng refresh token trên đây. Mình dán ở đây. Thì bây giờ nó sẽ hết cái màu đỏ ngay đây. Tại vì mình đã bỏ cái refresh token logic ở trong đây rồi. Rồi tiếp tục. Mình còn thiếu cái thằng login success. Thì cái login success này nó đến từ cái thằng Redux thôi. Thì login success. Import login success. Chạy từ trong đây ra. Đó thì sẽ như thế này. Rồi. Nhưng mà không hẳn là mình cần login success nữa. Tại vì nếu mà hồi mình cần cái logout success thì sao? Thì bởi vậy mình sẽ cho cái này là chuyển vào luôn đi. Chứ mình không có import nó vào. Mình sẽ cho cái này là mình chuyển vào luôn. Mình sẽ đặt là state success đi. Chứ mình không đặt login success nữa. Tại vì nếu mà mình cần cho bộ logout hay gì hết thì nó sẽ khác. Thì mình sẽ đặt là state success. Rồi cuối cùng thì sau khi đó mình sẽ trả lại return new instance như thế này. Rồi, thì cách xài của nó sẽ như thế này. Mình sẽ vào cái thằng homepage, mình xóa này đi. Xóa nó, rồi mình thu lại. Thì bây giờ nó sẽ báo đỏ ngay đây. Thì bây giờ mình sẽ import cái create access của mình. Thì mình sẽ import create access from rồi, create instance của mình. Create instance chấm, không cần chấm chess cũng được. Đó. Rồi trong đây mình sẽ tạo let, thì mình đặt tên là ASOS JWT nè. Đó, mình đặt tên là ASOS JWT. Bây giờ mình sẽ đặt là ASOS JWT bằng rồi create ASOS. Rồi trong đây sẽ có gì? Trong đây sẽ có user, dispatch và state success. Thì user là user này, dispatch là ở đây. Nó sẽ báo cái màu vàng tại vì mình phải bỏ cái này tuốt xuống dưới đây thì mới được. Rồi cuối cùng là nó sẽ cho cái thằng login success ở đây. Ok, thì sẽ như thế này. Thì bây giờ để mình thử, thì cái front end back end mình chạy rồi, thì giờ mình sẽ thử xem nó có hoạt động hay không bằng cách mình sẽ mở cái network này ra. Thì bây giờ mình thử delete coi, thì nó sẽ vẫn được. Thì bây giờ mình sẽ đợi tầm 20 giây, mình sẽ đợi 20 giây xem nó có refresh cái token không. Nếu nó có refresh cái token tức là mình đã xài cái global ASOS của mình thành công, thì nó sẽ phải báo cái network ở trong đây là sẽ có một cái post đến cái thằng refresh đó. Rồi chắc cũng 20 giây rồi, để mình bấm thử. Đây, thì nó thành công. Thì các bạn thấy là khi mà thành công thì nó vẫn y chang bên đây thôi. Nhưng mà khi bạn check cái network đó, thì bạn sẽ thấy là nó refresh cái token lại và nó sẽ trả các bạn cái access token như thế này. Đó, tức là nó thành công rồi. Thì mình có thể áp dụng cái thằng create ASOS mình vừa tạo đó, cho cái thằng logout luôn. Thì mình sẽ làm tương tự như vậy. Để mình copy cái này. Thì trong cái navbar này mình có thể import cái thằng create ASOS. Và tương tự mình có thể xài cái let j ASOS JWT bằng create ASOS. Thì trong đây sẽ có user, dispatch. Dispatch là ở đây. Sẽ có user, sẽ có dispatch. Rồi, cộng với sẽ có cái thằng logout success. Logout success. Ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ cái thằng ASOS JWT ở đây. Ok. Thì bây giờ để mình restart cái này lại. Rồi, bây giờ để mình bấm, nếu mà bây giờ mình logout thì sao? Nếu mình logout nó bị báo lỗi state logout is undefined. Thì để khắc phục cái này thì mình có một cách như sau. Mình sẽ vào cái out slides của mình. Đâu rồi, đây. Thì thay vì mình để logout vậy, mình sẽ lấy từ thằng login ra luôn. Đó, mình sẽ không lấy từ logout nữa, mình sẽ lấy từ login ra luôn. Thì nếu mà logout success
thì login nó sẽ không load nữa. Và login error nó cũng như thế này, tại vì mình chỉ muốn reset cái thằng login lại thôi. Tương tự, cái này sẽ là login. Login luôn. Đó, mình sẽ lấy cái thằng login hết. Rồi, bây giờ mình load lại. Log out. Nó sẽ ghi là log out fail. Là mình có cái network, tại sao nó log out lại fail? Ok, để mình check lại coi. Trong cái API request này. À, đây mình còn thiếu cái thằng navigate. Bỏ cái thằng navigate. Mình phải bỏ cái thằng navigate vô cái thằng logout ở ngay đây chứ. Thì logout nó sẽ có dispatch ID navigate. Navigate ở đây. Rồi, access token. Rồi cuối cùng là access GWT. Để mình coi mình có cái access GWT ở đây chưa. Chưa có. Thì phải thêm access GWT. Access GWT. Rồi, nếu mà nó thành công thì mình sẽ navigate về login. Ok. Log out. Ok, bây giờ nó log out thành công rồi nè. Để mình check cái Redux. Thì ở đây các bạn thấy nó không phải là log out success, mà nó là login success. Là tại vì ở trong cái thằng này, ở trong cái API request này, chắc là mình gọi nhầm nó ở đây. Đây. Thì phải gọi là log out success mới đúng. Log out success. Rồi để mình lưu nó. Rồi, thì bây giờ để mình làm lại. Để mình load nó lại. Rồi xong mình đăng nhập admin. Continue. Rồi bây giờ mình sẽ log out. Thì bây giờ log out success. Thì khi mình log out success thì các bạn sẽ thấy là cái thằng current user này nó sẽ bị biến mất. Và nó sẽ chỉ còn là no thôi. Tại vì khi mình log out thì mình muốn là nó không còn gì trong đây nữa. Thì nó sẽ reset tất cả mọi thứ lại từ đầu. Thì tại vì vậy mà thằng current user nó sẽ thành no. Đó. Thì nếu mà bạn check cái network thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ post cái logout lên đây. Thì nếu mà mình đăng nhập, rồi mình đăng nhập lại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì nếu mình đăng nhập lại, rồi sau đó mình chờ tầm 20 giây thì để xem khi mình logout lại thì cái refresh nó có được kêu không. Thì mình sẽ đợi tầm 20 giây. Rồi bây giờ chắc cũng tầm 20 giây rồi. Bây giờ mình bấm logout. Thì nó sẽ dẫn logout thành công. Thì bây giờ nếu mình xem cái network á, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái refresh ngay đây nè. Response sẽ là trả cái access token mình lại. Rồi sau đó nó sẽ logout thành công. Mặc dù cái token nó đã hết hạn rồi. Đó, logout. Đó, thì đó là cách mà các bạn logout. Thì ok, thì đó là phần cuối trong cái series về JSON Web Token của mình. Thì nếu bạn nào có câu hỏi thì có thể để dưới comment. Còn nếu bạn nào muốn có cái file này thì các bạn cứ lên cái link của cái GitHub repo mình sẽ để trong phần mô tả. Thì các bạn sẽ có hai cái branch. Branch main sẽ là cái branch hoàn chỉnh, là có toàn bộ mọi thứ trong đây luôn. Còn cái branch front end starter như lúc đầu mình nói sẽ là cái branch mà nó chứa mấy cái front end để các bạn có thể bắt đầu mà không cần phải làm mấy cái UI này nọ. Thì đó là như thế thôi. Nếu bạn nào cảm thấy hữu ích thì hãy like và subscribe channel của mình. Cảm ơn các bạn đã coi và hẹn gặp các bạn vào video lần sau nha.